Dạ rồi, xin chào toàn rồi xin chào quý cô chú anh chị đang xem kênh ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có tiếp tục quay trở lại để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô ghép phong mai tàn, phong cao ha, tàn tròn đều đẹp cho cả nhà mình luôn. Hôm nay vườn bạn Nam có lên cho cả nhà mình một số gồm 3 giống mai ha cả nhà. Đó là thứ nhất là cúc thọ hương, thứ hai là giảo siêu ong Sài Gòn lá lớn và thứ ba là giảo tự xoắn. Thì mức giá siêu đãi siêu rẻ luôn cả nhà. Nó cây như thế này nói chung là mức giá phải nói là siêu rẻ ha, bao ship cho cả nhà mình luôn nha. Thì cũng không làm mất thời gian, em mời gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình nha. Rồi. Chào bạn Nam ơi. Chủ của chú anh chị gần xa ha. Yêu thích mai vàng trên cả nước ha. Thì hôm nay tiếp tục đến với kênh thì cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống gồm có cúc thọ hương, siêu ong Sài Gòn ha. Siêu ong Sài Gòn lớn cô chú anh chị và mai xoắn ha. Rồi. Có 3 giống ha. Thì không là mất thời gian thì vào một cái đầu clip thì sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình là mã số 21K nha. Rồi. 21K thọ hương là nha. Một cây cúc thọ hương. Cây này mình ghép được 4 5 6 bo nha cả nhà, 6 bo. Tội cái tàn quá tội cái tàn. Rồi, hoành thân là được 12. Rồi, dáng trực ha. Chiều cao là được 76. Tán ngang là được 80. Rồi. Rồi cái mã số 21K AK giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá là rồi giá là 900.000 bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi, mình đổi cây nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 22K, cũng rồi. Là một cây mai xoắn luôn cô chú anh chị ơi. Ồ nó xoắn cục cây này về cô chú anh chị mình lấy bo ghép là quá ok luôn. Quá xoắn là nhặt ha. Nè cây này gần 2 mùa nha cả nhà, mấy cây này là 2 mùa hết, gần 2 mùa hết nha cả nhà. Cái này xoắn rất là nhặt ha chứ không có bị lơi hết cô chú anh chị. Rồi, xoắn rất là nhặt nha cả nhà. Nó lên chùm chùm cái này cả nhà thấy không? Quá trời đã bo già lấy bo đã luôn. Bình thân là 14 nha. Rồi. Tàn kẹo lắm nha cả nhà. Chiều cao 56. Tán ngang 59. Rồi. Rồi, cây mai xoắn là giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1 triệu nha. Rồi mình đổi cây luôn bạn ơi. Rồi em xuống cây. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo là mã số 23K. Rồi. 23K cũng là một cây siêu bông Sài Gòn hết cô chú anh chị. Rồi, siêu bông Sài Gòn lá lớn nha cô chú anh chị. Mặt bông thì nói chung em cũng có quay review rất là nhiều ở trên kênh em mày ha. Bông khá là to và rồi. Đề cánh rất là đẹp. Quỳnh thân là 14. Rồi. Củ 24. Rồi. Chiều cao 89. Nè cô chú anh chị. Có nụ ha. Tán ngang 55. Rồi mấy cái này có nụ hết cô chú anh chị mình về ha, mình test mặt bông luôn cô chú anh chị. Đây, nè, lên nè. Nó có nụ nè, nó muốn bằng tay út em luôn cả nhà thấy không? Quá trời bự nè. Nên cả nhà mình cứ an tâm bông bao to ha. Nói chung mà. Rồi. Ngon. Cái siêu ong Sài Gòn giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá chỉ là 900 em bao ship luôn. Rồi, mình đổi cây nha bạn. Rồi. Rồi mã số 24N K. 24K. Rồi, 24K cũng là một cây cúc họ hương luôn cô chú anh chị. Rồi, cái tàn cây quá đã luôn, chừng cái tàn luôn cả nhà ơi. Quá trời cái tàn. Rồi, hoành thân là được 12. Rồi. Cây này có củ ha cô chú anh chị. Ngon. Củ đế là được 22 nha. Rồi, nguyên củ đế nở luôn ha. Rồi, chiều cao 89. Đây này bò nhất 90. Nách. Rồi cây cúc họ hương giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu mốt ha. Rồi, mình đổi cây nha bạn. Rồi, em xuống cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 25K. Rồi. Là một cây mai xoắn luôn nha cô chú anh chị. Rồi, xoắn rất là nhạt nha cô cây chú anh chị. Xoắn rất là nhạt luôn. Rồi. Bình thân là được 14 nha. Mình chùm chùm chiều luôn cao 65. Tán ngang 50. Rồi cây mai xoắn mã số 25K giao lưu cô chú anh chị mình giá là 750 ha. Rồi, mình đổi cây nha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 26K. Cũng là một cây mai xoắn luôn cô chú anh chị. Rồi. Cây này xoắn rất là nhạt luôn nè. Nói chung là lô này thì cây này cũng nhạt hết ha. Bên em thì cầm khoảng có khoảng 30 cây ha cô chú anh chị. Rồi. Cô chú anh chị mình nên bắt lấy giá sỉ ha. Em sẽ tính giá rẻ là cho cô chú anh chị mình nha. Hoành thân là được 15. Rồi. Chiều cao là 60. Tán ngang 48. Rồi cây mai xoắn thành dư với cô chú anh chị mình giá là 800.000 bao phí ship nha. Rồi cây. Rồi mã số 27K. Rồi 27K cũng là một cây mai cúc họ hương cô chú anh chị. Trời ơi cái tàn cây quá đã quá chừng cái tàn luôn. Cô chú anh chị mình mua cái lô này về ha, mình chỉ có việc là mình nuôi lại thôi. Rồi. Còn rồi mình lặt bỏ cái nụ của nó đi ha. Nè. Cái nụ này nè, cô chú anh chị mình lặt bỏ đi. Dạ. Yeah. Mà mấy cái lá này nè nó vẫn còn mướt lắm cả nhà. Mình để mình thay lá cũng được. Và cô chú anh chị mình cắt con rồi mình thay lá cũng được, còn không thì mình có thể mình chỉ cắt cái nụ này mình bỏ thôi cả nhà. Một là cắt nụ, hai là mình mấy cái lá nhỏ này nè. Mình lặt mình bỏ bớt thôi chứ mình không cần phải coi lại đâu. Rồi mình tỉa lãi sơ sơ ba cái lá trong cậy thôi ha. Rồi đã thông số luôn các bạn ơi. Rồi
Bình thân ở điểm này ha là được 17 nha. Rồi. Chiều cao là được 91. Tán ngang là được 88. Rồi. Rồi, cái cúc họ Hương này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 1.100.000 mỗi ship luôn. Rồi mình đổi cây nha. Rồi, mã số 27K. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo là mã số 28K. Rồi, 28K. 28K là một cái siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị, lá lớn nha cô chú anh chị, mình nhìn mặt hoa coi nè. Rồi, lá chừng luôn. Rồi, một chùm này cả nhà, cái bông rất là to luôn. Cái này chắc từ mười mấy cánh á. Cả 10 nè, 3 lớp nha cả nhà, cái này 3 lớp cánh nha. Này cả 14, cả 15 cánh nha, 15 cánh nha cả nhà. 2 4 6 8 10 12 14 15 cánh nha cả nhà. Một nụ của nó thôi mà cô chú anh chị mình nè. Là một nụ một thôi nhưng mà ra 1 2 3 4 5 6 7 bông luôn ha. Một nụ mà lên 7 bông luôn cả nhà. Rồi mình đo thử cái đường kính cái bông, cái bông, cái bông này đi. Cái bông bên đây nó bự hơn nè, thôi mình đo cái bông nhỏ thử đi ha. Rồi, là đường kính được 7 ha. Rồi đường kính được 7 ha. Cái bên đây chắc bự hơn nè cả nhà. Cũng 7 luôn. Rồi, 7 luôn ha. Nói chung á là đa phần mấy bông gió thường là cỡ 7 thôi, nhưng mà nếu mà nở đạt chuẩn thì cũng khoảng 8 xăng nha. Rồi, bình thân là được 15. Rồi. Chiều cao 90. Tán ngang là 90 luôn. Rồi. Rồi cái siêu Sài Gòn giao lưu với cô chú anh chị mình giá chỉ là 1.200.000 bao vé ship ha. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi, mã số 28K. Rồi mình đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 29K cũng là một cái siêu bông Sài Gòn của cô chú anh chị. Rồi, một cái siêu bông Sài Gòn lá lớn luôn ha. Rồi, đúng rồi. Quỳnh Hân là được 14. Rồi. Chiều cao là được 79. Đủ rồi cả nhà. Tán ngang là 62. Rồi. Rồi, cái siêu bông Sài Gòn giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá là 800.000 bao phí ship nha. Rồi, 800.000 ha. Rồi, mã số 29. Rồi, tiếp theo cây mã số 30K. Cũng rồi, là một cây mê sắn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, cái này chùm chùm luôn cả nhà ơi. Quỳnh Hân là được 16. Rồi. Chiều cao 66. Tán ngang 40. Rồi. Rồi cây mai sắn mã số 30K giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 900 ha. Rồi. Dạ rồi, thì cái này là cũng là một cây cuối clip của em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ha. Và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương và ủng hộ nha. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094 mà. Cũng là số Zalo của em luôn ạ. Xin chào ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.